Rồi ok hello anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online anh em nhé Và hôm nay mình lên một video cho anh em nói về những cái class và những thứ anh em cần chuẩn bị về lát cho mùa sau Một số thứ rất là hay, một số class sẽ khá là khỏe, một số class nên chơi, những class không có skill thì sẽ làm gì này là rất nhiều thứ Và còn thêm nội dung nữa đó chính là thông thường thì những cái video này anh em sẽ bảo là bí tưởng là đúng không không còn ý tưởng không còn ten thì mình mới lên thì coi như hôm nay cũng là một số gọi là bí tưởng còn ten video đi ha thì lên ha Nà, nếu như mà anh em thấy nó bị bí tưởng quá thì anh em ráng coi nhiều nhiều chút cho nó lên view cho mình nha Ok chưa yeah. Đấy Thì trong cái video trước mình có nói về hệ thống kỹ năng và class này nọ thì có rất là nhiều câu hỏi đặt ra và anh em kiểu uh, không hiểu á Thì mình cũng đã trả lời khá là nhiều rồi Một số anh em thì trả lời uh, rồi nhưng mà anh em vẫn hỏi cái fanpage này nọ để cho anh em dễ biết Và cũng như là theo mình một số class nào mạnh anh em có thể chơi được một sau thì uh, việc này đo, cái việc đầu tiên thì mình nói là những cái nào mà nó có kỹ năng thì chắc chắn là nó sẽ ok thú vị và nó hay tại vì nó nó kiểu giống như là những cái class mà nó đã sinh ra dành cho cái game nó kiểu như là cái mùa đó ví dụ anh em để nè đây lạnh chúa này ví dụ như là đến ca linh hồn này cái ca linh hồn này. Hồ này chắc chắn là mạnh nè cái ca linh hồn nó đã mạnh ở mùa này rồi còn lạnh chúa thì nó sẽ mạnh hơn không bao nhiêu đâu nhưng mà cái chiêu lạnh chúa xoay á lạnh chúa ném khiên xoay á sẽ rất là mạnh nè nó sẽ thú vị nè hiệp khách những con hiệp khách nó sẽ rất là ngon tại vì cái nhánh hiệp khách cái nhánh cung nó được búp ha đấy và đặc biệt là con đờ rui con đờ rui có thể đánh giá là chắc là con mạnh nhất ở đây từ cho nên mạnh nhất sau đó thì sẽ đến những con ví dụ như là uh, phát sư nguyên tố Thứ khách bảo tố nè hoặc là nó có kỳ sĩ lửa thì nó vẫn ổn định rồi có kỳ sĩ lửa thì nó ổn định nó có thể build được năm số tỷ rồi ha mùa sau thì mình không biết nhưng mà cũng được nói chung cũng được và những cái con này mà anh em để ý nha là mùa sau ví dụ như con rút nó sẽ rất là mạnh khi mà nó vẫn snap được đồ không bị không bị chi tỷ số này nọ ha và có búp cả kỹ năng mới nữa Từ cho anh em nó rất là mạnh nhưng mà cái việc lia quái của con druid thì mình nói thật là đánh giá là không cao tại vì mùa này nếu mà leo van thì leo van theo hướng gọi là liêu quái liêu quái tốc độ liêu quái thì đôi khi những con liêu quái tốt nó ở đây sẽ gồm con lạnh chúa ném khiên nè con thích khách bảo tố ném ném băng ném đồ hoặc là dịch điện nè rất là nhanh con hiệp khách cũng liêu quái rất là tốt nè có khách tán mà thả thả súng đỏ xuống nè rất là nhanh nè ok con pháp sư nguyên tố thì khỏi nói rồi tốc độ di chuyển bị chậm thôi nhưng mà liêu quái rất là nhanh nè đánh giá là con con này nó sẽ rất là ok ở trong mùa sau nha cho nên còn mấy con này thì mình xét ở cái mặt gọi là trung chung thôi rồi có một số câu hỏi là anh em bảo là nếu như mà nó ở đây nó chỉ mở những cái con ví dụ như là đây anh em để ý là để đảm bảo trò kỷ nghiệm trò chơi các ca sĩ cho em ưu tiên những cái hồ hợp đã được chuyên môn kỹ năng. Có nghĩa là ưu tiên, ưu tiên còn những cái class khác thì nó vẫn có vẫn mạnh. Ví dụ, ví dụ nhé, ví dụ nhé, ví dụ mình nói anh em cái class gọi là con con anh em sẽ chắc nhựa anh em Lay thì rất là thích cái class gọi là, class, là ánh sáng đúng không? Ánh sáng đúng không? Tại vì cái ánh sáng thì nó sẽ uh, chưa được chơi, trải nghiệm á. Thì anh em có thể mua mùa này với giá nó trong game. Thì yên tâm, nó vẫn là một cái con chất lượng và chơi rất là ngon mặc dù là không kỹ năng mới. Nhưng mà mình nói thật chứ một cái con ví dụ như là ánh sáng nó kết hợp được khoảng 4 láp và 5 láp thì phải. Và nhiều anh em chưa chơi thì chắc chắn là anh em mua về anh em chơi sẽ rất là cuốn và rất là mạnh anh em. Và cái sự ổn định của con ánh sáng thì có thể nói là một trong những cái con nó hệ mạnh nhất trong game nếu mà tính ở F3. Tại sao? Tại vì cái con đó thông thường là bị chê nhiều từ đầu á, sau đó thì bên chiêu trong hợp đét lên rất là mạnh, nên là dẫn đến cái tình trạng là uh, nó nó rất là bá này không? Rất là bá luôn. Đó. Thì đối với những con đó thì anh em sẽ nên chơi, mua ánh sáng chơi luôn. Những anh em new buy thì nếu mua ánh sáng mà chơi bình thường. Còn những anh em người chơi cũ á mà kiểu không khó chịu với vấn đề là game nó không có cải tiến gì nhiều á thì anh em nên chơi những cái class mới tại vì không phải class mới mà là những class nó có chỉnh sửa và sau đó anh em phải chọn lối build mới cũng như là mình biết làm sao để mình lưu quái nhanh nhất có thể và mình cũng nói thật anh em là mình có rất là nhiều cái nội dung để có thể làm clip cho anh em á nhưng mà uh, còn năm sáu ngày nữa mà nó chưa có ra ví dụ như là mình chưa biết thực sự cái cơ chế level là cái như thế nào nè đó nên là mình chỉ có thể dự đoán là ờ uh, nếu mà tính theo tốc độ thì những cái con lưu quái nhanh nó sẽ rất là tốt những con kỹ năng bự bự phát sư nguyên tố này hoặc là con thứ cái bảo tố nó có cái chiêu á thứ cái bảo tố nó có cái chiêu mà anh em để là nó ném ra cái phi tiêu mà nó nổ nổ ra đó thì nó sẽ rất là nhanh và không phụ thuộc vào cái việc đánh bốt thì nó sẽ rất là nhanh này nên là mình dự đoán là cái con đó chắc sẽ là một cái con hot thích cái tố và con thích cái bộ tố thì nó là một cái con có thể nói là nó ổn định qua nhiều mùa và ở hết 2 hết 3 nó bắt đầu yếu đi liêu quái đánh bốt đánh bốt nó bị chậm em nhưng mà lưu quái thì rất là nhanh đó được chưa anh em nên là con thích cái bộ tố mình dự đoán là mùa này nó sẽ rất là mạnh nó nằm đâu rồi ta nằm đâu rồi ta à, nó nó ném cái phi tiêu ra xong rồi nó nổ nổ là bốn cái tia đó mình nhớ nó nằm đâu đây nè cái giai đoạn 2 á này là bắn cung à, cái này là con lạnh chúa nè lạnh chúa con này thì cái con này anh em nha anh em để ý là cái đoạn này á, nó phóng cái phi tiêu này ra á thì mình nói thật anh em là mình đã từng test cái con này rồi nhiều anh em đánh giá con hiệp khách nó ngon nhưng mình nói thật thì mình đoán là nó không ngon lắm bình thường con hiệp khách nó, nó cũng bình thường thôi chỉ có nó nó tạo ra clone thì mình nhìn thấy nó hơi thú vị hơn một chút được chưa anh em chứ mình thấy là cũng chưa ok lắm đâu những cái con nào mà hay hay đó là những cái con mà kỹ năng của nó bị thụ động nhiều và nó thay đổi nhiều hình ảnh á ví dụ như con lạnh chúa lạnh chúa mà ném khi nó chỉ đi tới lui thì giờ nó xoay xung quanh người đúng không nó mới mẻ chứ còn cái chiêu xoay này cái chiêu mà ném phi tiêu hồi nãy của thằng xạ thủ nó ném nó văng ra thì nó cũng không được sự ấn tượng cho lắm nhưng mà ở đây ở đây ở đây ở đây nó có một điểm hay là anh em để ý là cái chiêu đòn chính xác của con hiệp khách này đó thì nó nằm chỗ này nè đấy anh em thấy chưa thì cái chiêu này nó có thể đổi thì chắc chắn là con này nó sẽ rất là mạnh và chiêu này ngày xưa giờ hiệp khách là thương hiệu rồi rồi chính xác là thương hiệu rồi mình không biết thì sẽ cho cái gì thêm có lẽ là thêm lực đạn hoặc là tăng phạm vi anh em cứ đáng thêm nhá rồi với những anh em nào chơi đờ rui thì rất là vui mừng khi mà thứ nhất là anh em snap rất là ngon và đồ một cũ không bị giảm nên là trước mắt là anh em vẫn snap được ha còn đồ đồ này chắc chắn là anh em phải farm lại thôi kinh nghiệm kinh nghiệm của mình là phải farm lại những cái đồ snap của con đờ rui sẽ rất là ngon anh em ví dụ như đồ này nè đó những cái đồ thế này chúng ta vẫn có thể sử dụng được để snap lấy máu ha snap xong rồi mình bỏ không sao hết rồi anh em đồ này mình snap lấy máu này đấy rồi cái vũ khí thì mình sẽ phao lại một cái vũ khí sau đó thì mình sẽ biến nó thành vũ khí đỏ cung khổ tinh linh đỏ và nếu như may mắn thì cái mùa này biết đâu biết đâu nó sẽ có thêm một cái món nữa đó chính là cái set đồ the rui của con the rui lâu rồi nè mùa này em để ý là trên cái, uh, cái, cái 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 bài viết của bên uh, taptap thì anh em thấy là nó còn có cả skin skin the rui nữa mình rất có khả năng là trong season này nó sẽ có thêm một cái gọi là uh, búp sức mạnh cho con đờ rui thêm đồ cho rui nữa anh em giờ anh em mình đoán mình đoán là nó sẽ có bây anh em và thêm con đờ rui nó lại có thêm duyên phận đó cái con đờ rui nó sẽ rất là mạnh mà nó còn thêm được ba duyên phận nữa thì nó cũng rất là khủng khiếp ok chưa mà giả sử thôi giả sử thôi bỏ đờ rui anh em thêm ba cái vần rủi nữa đờ rui cho dù, dù anh em theo cái dạng nào mà có vần rủi nó vẫn mạnh ok chưa đờ rui rất là ngon ok ha đây mình nhớ là nó có cái bộ skin mới về The Rui. Mình nghi ngờ là năm mùa này là tiếp tục búp cho The Rui. Mà nếu như không búp đi chăng nữa thì The Rui vẫn bá. Anh em tin mình đi. Vẫn bá lắm. Vẫn snap được là vẫn bá. Trừ khi là một hai hôm nữa nó kêu. từ mùa này chúng ta sẽ không cho snap nữa. Ok. Thế thì chịu. Thế thì. Thế thì thua. Ok chưa. Thế thì mình thua. ha Đó. Từ từ mình xím skin đâu rồi ta. Nãy mình quên chuẩn bị trước. Xin lỗi anh em nói chung là nó có cái skin the rui rất là đẹp và skin nó miễn phí ok rồi với những anh em nào đang có game không biết làm gì á thì anh em mua mát nhân vật và những nhân vật anh em nên mua ở đây sẽ gồm có là à ở à đây mình mua hết nhân vật nhưng không hiển thị nữa đúng không anh em hình như mình mua hết rồi sao à, gói ưu đãi nè đây 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 rồi bây giờ nếu anh em muốn chơi mùa sau ấy thì tất nhiên những anh em new á mua ánh sáng trước nha anh em nào đã chơi mùa trước mà đi tu lay mùa ánh sáng nha tiếp theo thì anh em có thể mua con nhà thảo dược nhà thảo dược chơi rất khá là hay còn nhà bài cảm thì mùa sau thì mình đánh giá là nó cân bằng nó không có quá là bá nhưng mà cái con thảo dược này ok nè hoặc là con sứ giả tinh hà sứ giả tinh hà thì nó chỉ có thay đổi sự kêu của con uh, xạ thủ hắc ám thôi nên là cũng không đánh giá cao nên là anh em có thể mua nhà thảo dược và cái này còn nếu anh em muốn chơi một cái lối chơi an toàn thì chọn nhà ngoại cảm nhưng mà mình nghĩ là ở ss 00 này thì mình không nên sử dụng cái này mình nên mua con ánh sáng ha ánh sáng nó sẽ bán ở đây 500 game và nếu như không có gì thay đổi ok chưa nên em có thể mua con ánh sáng rất là ngon còn những cái thông tin về những cái đồ á mà chuẩn bị trước á thì mình cũng sẽ nói ở cái đoạn này có video luôn rồi cho anh em đó chính là uh, cá khô thì mình có thể sử dụng lại được game mình có thể sử dụng lại được ok những cái cha này cũng thể sử dụng lại được chìa khóa này rồi cái đóng đá phiến cầu nguyện này ok mỗi ngày đăng nhập vô thì cố gắng kiếm cái uh, cái đá này này cái đá này để mở skill này ok cứ qua mùa anh em có hai chục cục thì anh em sẽ được một cái skill vàng ok chưa khởi đầu rất là tốt ha tiếp theo thì cái cho tàn cho tàn thì nên tích nha cho tàn tích lại cho tàn ngon đặc biệt cái cho tàn màu vàng cái cho tàn màu vàng rất là ngon luôn tại vì nó sẽ cho anh em một sách skill ấy anh em mà nước 300 là anh em chọc 300 bất kỳ gì là anh em sẽ được một sách skill thông tin là là thông tin từ bên taptap bên chiều rung em nha. Nên là cái cái vàng này nên cố gắng uh, giữ lại. Tại vì ở S2 S3 thì thông thường ấy, cái uh, cái trò đàn vàng mà đánh giá là không cao lắm, trừ khi anh em farm là anh em farm anh em lấy cái những màu vàng, cái những hồi chiêu. Cái những màu vàng là cái những hồi chiêu á. Những hồi chiêu này nè. Thông thường là anh em sẽ đi farm cái những màu vàng để hồ chiêu đúng không? Nhưng mà ở season này thì ngoài cái việc anh em có cái những hồi chiêu, đây là bậc thầy ma thuật này thì nó sẽ có một cơ hội nữa là nó sẽ cho anh em một cái sách. Khi mà anh em được 300 anh em sẽ được một sách. Nên là cố gắng tích cái vàng anh em nào đừng có bỏ thời gian trước kiểu như cái vàng nó chỉ farm được mỗi cái mỗi cái mấy cái gọi là cái gì ta farm được mỗi cái đá thần là anh em sẽ kiểu bỏ đây nè đây lúc trước thì là phá pha thần thôi nên anh em có thể uh, bung lụa anh em để ý là anh em đấy đấy là trừ cái này thì mình hay lấy đá mình mình build còn ten còn lại thì anh em để ý là cái này lúc nào của mình cũng thấp đó Tại thông thường mình bỏ đó anh em mình không có làm luôn mình không có sử dụng đến luôn anh em mình cứ phá cho hết phá cho hết đẹp lúc nào nó cũng thấp nhất ok chưa nên là mùa sau á nó sẽ rất là ngon nên em có thể tích trước đặc biệt tích cái màu vàng này nè. Cái màu vàng sẽ thay đổi cục gì của tự game của anh em rất là nhiều, đặc biệt ở SS0. Ok chưa? Rồi, bây giờ thì còn uh, content cái cái việc bà đuối content đã phải dừng ở đây. Nếu như mà ngày mai ngày mốt có video mới thì mình uh, không có thì mình đành phải lên video gọi là chuẩn bị những cái gì cho anh em các kiểu thứ đồ đạc các kiểu á. Chứ nếu không á trẻ quá thì cũng không có chuẩn bị được gì. Còn anh em để ở đây nha. Anh em để ở đây thì nó sẽ còn 5 ngày. Anh em để này nó còn 5 ngày nè. Cho nên chú ý của mình là còn 5 ngày tranh thủ leo Van. có một con là hồng ngọc là được ok chưa yeah. leo Van, hồng ngọc thì skin thì đánh giá là ở đây nhìn có thể hơi lỏ nhưng mà biết đâu nó đẹp ha còn nếu anh em muốn xem cái skin của mùa cũ thì mình đánh giá là skin ở s S3, s ba s hai lên s ba nhận là đẹp nhất luôn á mình đánh giá là skin này là đẹp nhất uh, nói chung là ngoài cái việc đẹp á thì cái skin nó có một cái điểm hay đó chính là bản thân anh em sẽ uh, kiểu như là nó sẽ không có khách hàng anh em mua được đây là skin của s 0 nè ok chưa yeah. S0 nè sau đó thì đến cái gọi là S1. S1 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 thì chúng ta sẽ có con này đúng không con này con này con này thì hơi không được đẹp cho lắm à, nó đầy rương luôn nó đầy rương nó không cho gắn skin nữa má con game lỏ thực sự cái à, lộ lộ game hay thực sự <laughs> đây là kinh của con này đây thì nó không đẹp lắm ha và đặc biệt là ở season 3 thì nó rất là đẹp và mai mốt anh em kiểu giống như là mình nói thiệt anh em nha anh em có thể bảo skin thì không quan trọng lắm nhưng mà mình nói thiệt anh em khi mà người ta đi khoe các kiểu thứ thì anh em để ý là ơi nhưng mà ít nhất là tao chơi từ s không đúng không s không đâu có skin này nè mày có không tao không có các kiểu và mình để ý là một số anh em bắt đầu là đi kiếm mua nít cũ rồi đó tại vì nít cũ nó có đồ chứng mắt là có những cái đồ gọi là đồ snap rất là đẹp hoặc là những cái skin hiếm mà chúng ta không thể mua được skin event hoặc là những cái skin mùa giải thế này nè không có đâu ok chưa nên là cố gắng lấy hồng ngọc các thứ nha rồi, nếu có cái gì thú vị hơn thì mình sẽ nói với anh em sau có thể là sẽ có một video xếp hạng những collab hoặc là những cái dự đoán buộc sau các kiểu thứ đó. Nói chung là content nhiều lắm nhưng mà mình cần một số thông tin chính thức từ chiêu room á để dễ dàng hơn và cảm ơn được giỏi nha hẹn gặp lại anh em các lúc sau anh em nào thấy hơi đuối còn ten cứ chat dưới nha mình thả tim ok chưa bye bye hẹn gặp lại anh em các ơn sau nhé